Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ lợi ích nhóm có thể hình thành trong giải phóng mặt bằng bắt đầu từ khái niệm dự án phát triển kinh tế xã hội phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng. Khái niệm không rõ ràng trong luật đang vô tình tạo điều kiện cho lợi ích nhóm thâu tóm đất đai với giá thấp. Lợi ích sẽ bỏ vào túi một nhóm nào đó, trong khi nhà nước và người dân không được lợi. Đây là ý kiến của một số đại biểu khi góp ý cho dự án luật đất đai sửa đổi chiều nay tại hội trường. Góp ý cho dự luật, nhiều đại biểu phản ánh tình trạng quy hoạch được lập, phê duyệt, nhưng thực hiện chậm, có dự án chậm 10 năm, thậm chí đến 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Người dân vẫn gọi là dự án treo, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Những cư dân trong khu vực quy hoạch treo, sống trong cảnh thấp thỏm khổ sở, đi không được, ở không xong, quyền lợi của người dân không được coi trọng đúng mức. Nên bỏ tầm nhìn trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại Điều 62, bởi tầm nhìn chỉ mang tính ước lượng dự báo, mà dự báo thì có thể chính xác, có thể không chính xác. Như thế cũng có thể đó là một tác nhân của quy hoạch treo. Người dân chỉ mong muốn nhà nước xác định rõ quy hoạch đất đai cụ thể là bao lâu và quyền lợi của họ như thế nào trong khu vực quy hoạch. Vấn đề thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng, một số ý kiến cho rằng cần phải hết sức minh bạch và sòng phẳng với người dân, cần phải làm rõ thuật ngữ này, bởi quy định hiện hành chưa có quy định, hệ tiêu chí cụ thể xác định thế nào là dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đối với hai vấn đề, đó là nguy cơ lợi ích nhóm có thể hình thành trong công tác giải phóng mặt bằng bắt đầu từ khái niệm dự án phát triển kinh tế xã hội phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Khái niệm không rõ ràng trong luật đang vô tình tạo điều kiện cho những lợi ích nhóm thâu tóm đất đai với giá thấp. Lợi ích sẽ bỏ vào túi một nhóm nào đó, trong khi nhà nước và người dân không được lợi. Điều này vừa gây lúng túng, khó khăn cho các cơ quan thực thi trong việc áp dụng pháp luật về thu hồi đất, vừa tạo kẽ hở để cho cái việc mà thu hồi đất là không đúng quy định, thu hồi đất là kém hiệu quả. Theo tôi thì dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng là phải mang lại lợi ích chung cho nhân dân. Thứ hai là do ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện hoặc là đầu tư theo hệ phương thức là đối tác công tư. Thứ ba là mục đích thực hiện nhằm mục đích là công cộng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần phải có kế hoạch rà soát sửa đổi, bổ sung quy định các luật khác như luật quản lý tài sản công, luật đấu giá tài sản, luật đấu thầu, luật đầu tư, các luật về thuế để đảm bảo đồng bộ với luật đất đai sửa đổi nói riêng và đảm bảo tính đồng bộ nhất quán của hệ thống vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai nói chung khi dự thảo luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua. Cuối giờ chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ ý kiến đại biểu góp ý cho dự án luật đất đai sửa đổi. Theo đó, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, rà soát quy định về tài chính đất, giá đất, giúp khơi dậy tiềm lực từ đất đai. Cùng với đó, khuyến khích giải quyết tranh chấp đất đai từ hòa giải cơ sở. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cơ quan soạn thảo đã cố gắng phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thực hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện luật đất đai sửa đổi, đảm bảo tính thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Về thực hiện đấu giá, đấu thầu, giao đất, cho thuê đất, theo thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ ưu tiên việc đấu giá đất giúp tăng nguồn thu triệt để cho nhà nước. Và đấu giá đất này thì chắc chắn rằng là đất của chúng ta phải được gọi là đất sạch, đất đã được bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng. Thì như vậy rằng là nhà nước đứng ra đấu giá đất theo quy hoạch. Tuy nhiên ở trong này có một cái điều nữa rằng là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thì nhiều ý kiến đại biểu phát biểu rằng tại sao lại 5 hectare và 10 hectare lại ta quy định như thế này. Thì theo hướng cũng xin báo cáo với Quốc hội rằng là chắc là chúng ta cũng sẽ nghiên cứu về cái việc rằng là cái việc mà đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Về nội dung giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ khuyến khích giải quyết vấn đề này ở cơ sở, không để lên cấp cao hơn, đặc biệt là lên đến trung ương. Bước tiến rất quan trọng. Chúng ta cố gắng để khuyến khích từ bên tranh chấp từ hòa giải. Và người công dân có quyền chọn Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là tòa án. Mà tôi thấy thật rằng là khi hòa giải mà chính quyền mà làm mà không tức là không đồng ý với nhau nữa thì ra tòa thôi. Nhưng mà như vậy là chúng ta sẽ giải quyết được là ở cơ sở thì có
những cái thêm cái cơ quan nhà nước để tham gia hòa giải, và đấy là chính là cũng tôn trọng cái quyền tự do của công dân. Kỳ họp này thì đã có một để đảm bảo tính thống nhất và tránh chồng chéo giữa dự thảo luật đất đai sửa đổi với các dự thảo luật khác, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ xác định nguyên tắc đối với các luật được ban hành trước ngày luật đất đai có hiệu lực thi hành, thì sẽ ra soát luật nào có quy định mâu thuẫn, xung đột, thì quy định cụ thể về nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ngay tại dự thảo luật, đảm bảo có hiệu lực đồng bộ và đảm bảo tính khả thi. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh tại Hà Nội. Triển lãm đã tái hiện những dấu son lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng dân tộc Việt Nam và tiến trình phát triển của nhân loại. Sự nghiệp vĩ đại của người được tái hiện bằng hình thức đặc biệt qua 6 phần triển lãm sưu tập tem, bưu ảnh của Việt Nam và quốc tế gồm Quyết tâm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tham gia phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tư liệu được trưng bày sẽ làm phong phú thêm các hình thức học tập, nghiên cứu và tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực quan, sinh động, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Triển lãm được trưng bày tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội. Bản tin thời sự tối sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 41 năm 2023 vừa được tổ chức sáng nay đã trao 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Với chủ đề nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải năm nay đã nhận được 279 tác phẩm dự vòng sơ khảo tới từ 18 đơn vị báo chí của thành phố. 5 nhóm thể loại dự thi gồm tin, ảnh báo chí, nhóm chính luận, nhóm phim tài liệu, phóng sự, điều tra, ký báo chí, nhóm phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, nhóm công trình mang tính tập thể như trang chuyên đề trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình. Cũng trong dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương và trao tặng phần thưởng cho 13 tác phẩm báo chí có nội dung và cách thể hiện đem lại hiệu ứng xã hội tốt về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua của 12 cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Trong tối nay thì lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ chính thức được diễn ra tại thủ đô Hà Nội, vinh danh 124 tác phẩm xuất sắc nhất của đội ngũ những người làm báo chí cả nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đạt được 6 giải thưởng uy tín, trong đó có 1 giải A của Ban Thời sự VOV1 với tác phẩm Vượt qua cơn binh lửa, 1 giải B của Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung cho tác phẩm Tàu vỏ thép 67, Thuyền to, Thiệt hại kép, 2 giải C cho các tác phẩm Lần theo dấu cát của kênh VOV Giao thông và Báo động dùng bi làm phương tiện thanh toán bất hợp pháp của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 2 giải khuyến khích cho các tác phẩm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Tổng công trình sư, Sáu dân, Sáu giám của ban thời sự VOV1 và tác phẩm Ngọn hải đăng trên biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Các tác phẩm tham dự giải lần này đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2022, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước như nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.